Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là vấn đề cấp thiết không chỉ trên quy mô quốc gia mà còn đặc biệt quan trọng cho mỗi ngành và địa phương. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Quốc hội ban hành năm 2010 đã chỉ rõ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và toàn xã hội. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc đã sớm triển khai đề án chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần hợp tác giữa các đơn vị, địa phương thông qua các hoạt động tăng cường phối hợp, trung tâm đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện tốt luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các chính sách liên quan, đồng thời phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật, các chỉ thị, quy định cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng. Giới thiệu các sản phẩm, mô hình năng lượng tái tạo, thiết bị, công nghệ năng lượng mới và các giải pháp, biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường trên hệ thống đài phát thanh truyền hình, website bằng các chuyên đề phóng sự. Treo băng rôn khẩu hiệu, in tờ rơi, tờ gấp về giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đối với cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức tập huấn, hội thảo cho gần 1.500 đối tượng là cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và hộ gia đình với 6 lớp tập huấn cho gần 900 người, 5 hội thảo cho hơn 600 người. Để triển khai thực hiện những cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là cái chức năng nhiệm vụ được giao thì cho thấy rằng là cái kết quả đạt được rất là khả quan. Cái nhất là đối với công tác tuyên truyền thì đã nâng cao được cái tập, tức là về cái tập quán, về thói quen, để đưa cái thói quen cũng tập quán vào một số các, trước hết là đối với các quan sử dụng xe nước, là về vấn đề sử dụng lượng ý thức đang nâng lên rất nhiều, là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ví dụ như là thông qua công tác kiểm toán thì chúng tôi đã thay thế một loạt các bóng đèn trước sử dụng công nghệ cũ là sử dụng mà vẫn là sợi đốt, rồi thì bằng đèn bóng đèn hình quang, rồi bóng đèn compact. Như thế này là đã thay thế nhiều đơn vị đã sử dụng, một là đã thay thế bằng các bóng đèn trước đây bằng bóng đèn LED, đã sử dụng công nghệ tạo mới, và đến nhất là công nghệ mới là sử dụng là được tuổi thọ là nó bền, hai là giá thành cũng phù hợp. Tuy nhiên thì hiện nay với độ này vẫn còn hạn chế, bởi vì là tuy là giá thành so với trước đây là cũng rất là hợp lý, thế nhưng mà hiện nay thì so với cái bóng đèn cũ, thế hệ cũ như bóng đèn sợi đốt chẳng hạn thì vẫn còn cao hơn. Thực hiện kiểm toán năng lượng, các cơ quan thuộc tỉnh ủy Vĩnh Phúc và 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tư vấn và triển khai xây dựng 4 điểm mô hình sử dụng năng lượng tái tạo, phục vụ chiếu sáng, sử dụng năng lượng mặt trời độc lập và sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp điện lưới. Trong các nguồn năng lượng, điện năng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất, sinh hoạt của người dân. Để thực hiện mục tiêu cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế nông thôn, dự án năng lượng nông thôn 2, RE2 Vĩnh Phúc đã được triển khai thực hiện tại 99 xã trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp cho các vùng nông thôn nguồn điện ổn định, chất lượng điện áp tốt, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trước khi dự án RE2 được triển khai, hầu hết lưới điện hạ áp trên địa bàn do nhiều năm vận hành, khai thác sử dụng, hầu như không được đầu tư cải tạo, nâng cấp do không có vốn. Lưới điện xuống cấp nghiêm trọng, tổn thất điện năng cao, có nơi từ 28% đến 30%, chất lượng điện năng không đảm bảo, nguy cơ mất an toàn rất cao. Nhưng từ khi triển khai dự án, lưới điện RE2 hoàn thành, bàn giao cho địa phương, kết quả lưới điện hạ thế hoạt động tốt, đáp ứng được khả năng sử dụng điện của nhân dân, chất lượng điện năng được cải thiện rõ rệt. Đến năm 2015, thì trong quá trình hợp tác xã tổ chức là thay công tơ định kỳ và kiểm tra. Cho đến 6 tháng đầu năm 2015 này, thì tính tổn thất bình quân của hợp tác xã là 9,8%. Có những tháng thì không đến. Thế đồng thời, tức là hợp tác xã tổ chức là phối kết hợp cùng với các thôn và các tổ chức đoàn thể ban ngành trong thôn là tuyên truyền về mặt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tức là tuyên truyền về việc sử dụng điện là tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2015, Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc thu hồi được 5,4 tỷ đồng vốn dự án RE2. Để công tác quản lý vận hành lưới điện được an toàn ổn định, nhất là trong mùa mưa bão, hạn chế tổn thất điện năng,
ngày 30 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 08 về việc thực hiện các giải pháp an toàn điện trong mùa mưa bão và đảm bảo cung ứng điện các tháng cao điểm sử dụng điện. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các ngành địa phương, các đơn vị cung ứng điện triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, đảm bảo an toàn cung ứng điện mùa mưa bão, giảm thiểu tổn thất điện năng. Ngay sau khi chỉ thị số 08 của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành, thì Sở Công Thương cũng đã kịp thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, như đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác sửa chữa lưới điện, xử lý các vi phạm về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, xử lý kỹ thuật trên đường dây, kiểm tra an toàn các công trình điện như cột điện, trạm điện, đường dây lưới điện. Đồng thời, Sở Công Thương cũng đã chủ trì để tổ chức cái hội nghị nhằm triển khai tốt cái chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Công Thương cũng đã chủ trì để thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 08 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các cơ quan đơn vị, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Đối với hợp tác xã dịch vụ điện Triệu Đề, chúng tôi đã có cái kế hoạch đề ra để mà bảo đảm cái cung ứng dịch vụ điện trong mùa mưa bão và các tháng cao điểm. Cụ thể là về vấn đề kiểm tra phát tuyến cây cối trong hành lang lưới điện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các cây cao ngoài hành lang lưới điện phải được cắt tỉa, vận động nhân dân là cùng tham gia để mà xây dựng một cái hệ thống lưới điện bảo đảm an toàn cung ứng điện phục vụ trong cái mùa nắng nóng cao điểm. Thứ hai là thường xuyên kiểm tra trên lưới điện để bảo đảm cái việc cung ứng điện liên tục để nhân dân sử dụng điện. Vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân cũng cần được tuyên truyền rộng rãi. Hiện nay việc sử dụng năng lượng trong các hộ gia đình chủ yếu tập trung vào một số dạng năng lượng tiện ích như xăng, dầu, điện, ga. Cùng với sự phát triển kinh tế của người nông dân, đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng cao, điều này sẽ gây áp lực không nhỏ cho sự ổn định, bền vững của nguồn năng lượng quốc gia. Trong những năm qua, Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc đã triển khai mô hình thí điểm hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, hỗ trợ 100 hộ gia đình, trong đó có 41 gia đình sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, 59 hộ sử dụng bình khí sinh học bioga. Tổng kết sau một năm triển khai, năng lượng tiết kiệm được là 75.887 kWh, tương đương với trên 195 triệu đồng, giảm phát khí CO2 36.172 kg. Trung tâm cũng đã kết hợp với nhiều cơ quan, ban ngành như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mở nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tiết kiệm điện trong sản xuất sinh hoạt. Được cái sự tư vấn của cái Trung tâm Năng lượng của tỉnh Vĩnh Phúc về sử dụng cái năng lượng mặt trời, gia đình chúng tôi đã quyết định sử dụng và lắp đặt cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Và cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì từ ngày mà gia đình tôi đã lắp đặt thì nói chung là nó đạt cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất là về cái tiết kiệm được điện năng. Hàng tháng là chúng tôi tiết kiệm được là 30-40% là cái lượng, coi như là cái số tiền là giảm. Cái thứ hai nữa là chúng tôi không phải lo mất điện, bởi vì khi mà mất điện thì cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó có cái công suất là 500W, gia đình chúng tôi sử dụng được ánh sáng và quạt và cũng như tivi là trong phạm vi 8 tiếng. Công ty cổ phần thương mại Hoàng Long đóng trên địa bàn xã Hợp Thị, huyện Tam Dương chuyên kinh doanh các loại máy móc về môi trường. Công ty có các xưởng sản xuất cơ khí, sản xuất các chi tiết đơn giản máy móc về nông nghiệp, máy móc môi trường. Năng lượng chủ yếu công ty sử dụng là điện năng. Sau khi được hỗ trợ kiểm toán năng lượng, công ty khắc phục được tình trạng lãng phí trong sử dụng năng lượng, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống người lao động. Đặc biệt trong sử dụng điện năng, so với trước đây, công ty tiết kiệm được từ 10 đến 15%. Sau quá trình được tư vấn và về tiết kiệm lượng thì công ty chúng tôi đã được giảm được khoảng từ 10 đến 20% số tiền mà chúng tôi chi phí hàng tháng về năng lượng, điện
và tất cả mọi cái. Ngoài ra chúng tôi cũng bên trung tâm năng lượng cũng tư vấn chúng tôi về những cái thời gian cũng như là làm việc ở động cơ để cho nó phù hợp với những cái công việc của mình trong máy móc thiết bị cũng như là để phù hợp với công việc, thì làm cho động cơ tăng thêm tuổi thọ cũng như là làm cho anh em làm việc nó cũng thoải mái hơn. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các văn bản quy định của nhà nước và pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hội thảo tập huấn, lựa chọn xây dựng các mô hình điểm sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc các chương trình, kế hoạch, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và tăng cường thực hiện đáp ứng dịch vụ công, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực năng lượng.